vậy mà thương em thì chẳng có ai muốn, chỉ ban trầu cô lớn tuổi ban cao, anh bán thịt còn cô già thì bán riêng em chỉ ngồi để bán tạm mấy giờ thơ. Thơ tình của thiếu nữ miền Tây, yêu một người trai trẻ sống ở tận miền Đông. Người khăng khít bên nhau đã mấy năm chung thủy hẹn hò, bài thơ em viết vào mùa lá rụng nên hồn thơ nhiều mơ mộng, quý khách xem qua chắc chắn phải vừa lòng. Thơ tình nên ước ác làm sao động con tim, cuộc tình ngang trái dở dàng, nàng quyên sinh để giữ vẹn tấm chân tình. Và người thư sinh kia trở lại thắp một nén hương mà nước mắt lưng trong. Ngân ơi ngân ơi, anh đã đến đây rồi, nén hương này mong em thứ lỗi, anh đã quỳ mà ta tội với em đây. Cơn mưa chiều từ đâu kéo về làm cho em tan đi bao ước vọng, mưa làm ướt hết những dòng thư chưa kịp gửi tình. Cơn mưa đi qua chỉ còn lại một mình, chờ dân thư người sao em còn chờ đợi, em đợi em chờ mà người ấy có về đâu. Khách qua đường ghé lại hỏi vài câu, thơ em bán còn tình riêng em có bán, em chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ nói vài câu, em chỉ bán thơ tình chứ tình riêng em không bán. Vài trang anh mua giỏi bán bao nhiêu một quyển thơ tình,
dạ thơ em bán giá không đồng. Khách ngơ ngác không hiểu câu em nói, nên nở nụ cười em bán bao nhiêu. Đây là số tiền em cầm lấy để chi tiêu, dù không xứng đáng nhưng có tấm lòng anh trong đó. Thôi gấp hãy gấp đi, thơ này em xin biếu, em chỉ bán cho những người phụ bạc kẻ mình yêu. Yeah.